Xin chào các bạn đã đến với kênh trung tâm cây giống của chúng tôi. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một loại cây nó gọi là cây dược liệu. Cây này thì khoảng 5 năm trước rất là hot các bạn ạ. Các bạn đây là cái cây gọi là cây sáo tám phân. Sáo tam phân các bạn nhá. Sáo tam phân. Đấy. Thì cây này ấy thì thông thường chúng ta có thể là sắc nước uống hoặc là ngâm rượu. Đấy. Rất là tốt. Thì trước hết là tôi giới thiệu qua về cái loại cây giống này trước, sau đó tôi nói về công dụng sau các bạn nhá. Đây là cái cây sáo tam phân các bạn này. Đấy. Đây là cái cây giống sáo tam phân. Đấy. Cây này ấy thì hiện nay thì đây các bạn thấy này, thân của nó rất là cứng, màu nâu cứng. Đấy. Nâu cứng này. Lá dày mọng nước các bạn nhá. Đấy, hơi mọng nước. Đấy. Đấy, đây là cây sáo tam phân. Đấy. Đấy, cây giống. Hiện nay thì bên trung tâm cây giống tôi đang ươm khá là nhiều cái dạng cây giống như thế này. Cây giống như này để về cho bà con về trồng hoặc là về có thể là trồng trong vườn nhà hoặc là các cái khu dược liệu các bạn có thể là về để làm thuốc. Đấy, vân vân. Thế thì đặc điểm qua về cái cây sáo tam phân này như sau. Thì cái sáo tam phân này là một cây thân gỗ các bạn nhé, thuộc cây leo, vỏ màu nâu vàng đấy, vừa nãy tôi rơi đấy ạ. Các bộ phận của cây đều có tinh dầu. Trồng thì nhiều, trồng nhiều nhất là ở rễ, mùi thơm, rất ít khi ra hoa, được tìm thấy ở vùng Nam Trung Bộ, tập trung chủ yếu ở các khu vực như là Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Đấy. Thế thì cái sáo tam phân này thì có tác dụng là bổ dưỡng, lưu thông khí huyết, giúp ăn ngon ngủ khỏe, tốt cho phụ nữ sau sinh, thanh nhiệt tiêu độc, mát gan, hỗ trợ ngăn ngừa các tế bào ung thư. Cái này thì rất nhiều người bị ung thư đang hỏi bên mình mua cái sản phẩm khô. Thì hiện tại bên mình vừa bán cây giống và cũng đều có cả khô của cây sáo tam phân này các bạn nhá. Ngoài ra thì sáo tam phân còn được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh như là đau bụng này, ỉa chảy này, đối với cơ địa hàn lạnh hoặc là tỳ vị yếu. Nhưng lưu ý là dùng đúng liều nhé các bạn nhé. Đấy. Thế thì theo Bộ Y tế cho thấy thì dược tính trong sáo tam phân này có khả năng ngăn chặn viêm gan cấp tính, ức chế 5 dòng tế bào ung thư như là ung thư gan, ung thư đại tràng, tử cung, buồng trứng và ung thư vú rất là tốt. Đấy. Trên thực tế thì cho thấy là không ít người bệnh sử dụng sáo tam phân để hỗ trợ điều trị mang lại hiệu quả rất là tốt. Trong dân gian thì loại cây này cũng được sử dụng để làm thuốc từ rất lâu, như là chúng ta có thể là sử dụng để một số cái bài thuốc liên quan đến, như là chúng ta có thể là ngâm rượu này. Đấy. Hoặc là chúng ta sắc uống. Đấy, đều có thể là ta dùng được. Đấy, dạ. Thì hiện nay đấy thì trung tâm cây giống chúng tôi đang xuất vườn những cây giống sáo tam phân đấy, cũng như là chúng tôi bán các sản phẩm khô đã phơi sao khô cái sáo tam phân này đấy, để cung cấp ra ngoài thị trường. Hiện nay đấy, cây sáo tam phân này thì trên thị trường thì nó rơi khoảng là 800 đến 1 triệu 2 1 kg. Khô, phơi khô đã sao vàng hạ thổ các bạn nhá. Đấy. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu mua cây giống, mua cái sản phẩm khô về sáo tam phân thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại mà chúng tôi đã đặt ở dưới tiêu đề. Đấy, dạ. Đấy. Các bạn hãy nhớ là chia sẻ cái video này để cho nhiều người biết hơn nữa. Đấy. Và để các bạn biết được những tác dụng của cái cây sáo tam phân. Đấy. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để nhiều người biết hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.